Bạch Hổ Tinh Quân tập 5 Gần canh giờ xong bọn tử quê đã có mặt ở trước kỹ gia trang và cục diện ở nơi đây đã đến hội gây cấn. Vòng ngoài, hàng ngàn cao thủ độc hành, hắc đạo đứng quanh quẩn đó đây, mũ rộng vành sùm sụp vòng trong bốn lực lượng hùng mạnh nhất đứng theo hình nan quạt đối diện với phe chủ nhà có lẽ âu dương mẫn đã dùng thân phận võ lâm minh chủ để ép buộc kỹ tổng thư phải xuất chàng đối thoại kỹ chàng chủ cùng châm cung thủ áo xanh đầu chích khăn đen đứng chấn giữa cổng chàng khi thế kiên cường số chán đinh còn lại rải đều ở phòng thủ trên đỉnh tường ở quanh trang Cùng tiễn sẵn sàng. Nhưng đội ngũ đó xem ra là quá bé nhỏ so với lực lượng của Hắc Bạch, đông đến mấy ngàn người đang lầm lè uy hiếp. Phe Bạch Đạo gồm cao thủ của năm phái ở trong hội đồng Võ Lâm, chỉ thiếu là Thiên Sư Giáo, vì Diêm Vương Quỷ Kỳ quy lực vô song, quan hệ đến vận mệnh của Võ Lâm, nên các phái chẳng thể làm ngơ được. Họ đến đây để cản trở việc tái xuất của một quỷ chân nhân thứ hai tai họa khủng khiếp nhất ở trong lịch sử võ lâm trung thổ phái võ đường ở gần hơn đã mang đến bảo bình hơn trăm đệ tử giỏi nhất do chính trưởng môn nhân vân thiên tử thống lĩnh bổn phái hòa sơn hiếu lâm toàn chân cái bang vì ở xa nên mỗi phái chỉ hiện diện độ 30 người xong toàn là cao thủ hàng đầu. Hơn 200 con người sẵn sàng hy sinh vì thanh bình của võ lâm giang hồ ấy, nên mới tập trung thành mũi dùi mé hữu của kỹ gia trang. Ba mũi dùi còn lại lần lượt là tổng đàn võ lâm, chiếc mai bàn và bích huyết bàn. Chẳng khó để nhận ra họ, vì mỗi đội quân đều có một lá đại kỳ oai phong, sặc sỡ, lớn cỡ mạng chiếu ghi rõ chiêu bài. Giờ đây, những thủ lĩnh của bốn lực lượng đang tranh luận với kỹ gia trang về phương thức giải quyết diềm vườn quỷ kỳ. Kỹ Tổng Thư hoàn toàn cô thế vì không có sự hỗ trợ của Tổng binh thành Nam Dương là từ hậu. Chẳng thấy bóng dáng quan quân ở đâu. Tây Nhạc kiếm khách lừa cộng đảng vô cùng lo lắng liền hỏi thăm một hán tử màn đau Gã này cười đáp. "Ha, cái lão chết tiệt Âu Dương Mẫn quả là thần thông quảng đại, mang đến công văn của chi phủ Nam Dương, lệnh cho tự tổng binh phải rút lui, đứng ở ngoài cuộc tranh chấp." Lư Công Đáng thở dài, quay sang nói với Tử Khuê. "Tại hạ cho rằng chúng ta nên đứng chung phía với các phái Bạch Đạo, rồi tùy cơ mà ứng biến. Nay Âu Dương Mẫn và hai bang hội mới kia Điều muốn chiếm đoạt diêm vương quỷ kỳ không đồng ý để cho kỷ tổng thư hủy đi thì chắc chắn sẽ có giao tranh quả đúng là như vậy lúc này kỷ trang chủ đang tức giận cào giọng lão phu một đời chính trực tùy lấy được quỷ kỳ đã mười năm nhưng chưa một lần tìm hiểu bí mật của nó đã trở thành thiên hạ vô địch nay lão phu đồng ý hủy đi sao chư vị lại nghi ngờ là của giả? Âu Dương Mẫn lạnh lùng đáp trả. Nhân tâm nan chất, nên lão phu chẳng thể sơ xuất được. Tôn giá cứ giao cho lão phu thẩm định, rồi sau đó sẽ tự tay hủy hoại. Nhưng ban chủ chiếc mai ban, một nữ nhân áo vàng, mặt che bằng sa đen, đã cười khanh khách bác bỏ. Cả giang hồ đều nói các hạ là tên ác mà huyết mai hội chủ năm xưa, nên bổn ban chủ rất là e ngại, không thể đồng ý được. Âu Dương Mẫn giận điên lên, chỉ mặt đối phương mặt quát. Hả? À, Dương Tố Vi? Ngươi đừng nghĩ có thể dựa thế vào lão bắt thiên tôn mà ngạo mạn Nạn cố gắng thì hãy cùng với lão Phu mà tỉ thí. Sau ba trăm chiêu mà lão phu chẳng giết được ngươi, thì lão phu sẽ quyết chẳng làm người. Té ra ban chủ chiếc mai ban họ Dương, tên là Tố Vi. Nàng ta thản nhiên đáp. Bổn cô nương chẳng hề sợ hãi một lão già sắp xuống lỗ. Nhưng phải chờ tới khi giải quyết xong diêm vương quỷ kỳ cái đã. Âu Dương Mẫn cũng không muốn rơi vào cảnh chai cò cắn nhau, ngư ông hưởng lợi, nên im tiếng. Lão quay lại hỏi kỹ tòng thư. Này, kỹ chàng chủ, nếu ông có cách chứng minh được cái cờ ở trong tay của mình là thật, thì lão phu sẽ để cho ông phá hủy. Gương mặt cương nghị của kỹ tổng thư tái nhợt đi, đầy vẻ tuyệt vọng. Làm bớt son đỏ giữa chán cao càng nổi bật hơn. Ông ngẩn ngờ đưa cái cờ quỷ quái lên ngắm nghía, chẳng biết làm sao. Diêm vương quỷ kỳ có cán bằng thép rồng dài độ hơn ba xích, đầu có mũi nhọn hoắt, hình mũi giáo, lá cờ hình tam giác, nền vàng viền xanh, theo nhằn nhịch những cái nét chữ kỳ quái bằng chỉ đen, không rõ văn tự của nước nào. Chẳng hiểu nó được dệt bằng loại tơ gì, mà sau ba trăm năm vẫn chưa hề một nát, chỉ hơi phai màu. Nếu nhìn thật kỹ, người ta sẽ nhận ra cán cờ gần có bốn ống thép luồn vào nhau có thể thu ngắn lại được và trên của thần ống chi chích những chữ vạn nhỏ li ti có lẽ là kinh văn hay là thần chú gì đó nhắc lại kỹ đồng thư đứng lặng một hồi rồi nghiêm trang kể mười năm trước lão phu mới định cư ở chốn này được hai thu một đêm nằm mộng Thay vị đạo sĩ râu ba chòm tuổi độ gần lục tuần người này tử xưng là vương tùng Dước, chướng môn của phái toàn chân vương tổ sư đã chỉ cho lão phù biết nơi quỷ chân nhân đơn ngạn hòa vùi thay năm xưa họ đơn chúng kiếm của vương tổ sư nhảy xuống sông đào tẩu tìm đến núi bách khổng cách bờ tây bạch hà mười tám dặm để dưỡng thương nhưng lão không qua được mà đã chết âm thầm ở trong một động đá kín đáo. Vương Trần Nhân có dạy rằng, vạn vật vốn vô tính do người sử dụng mà thành thiện hay ác, thì chủ hãy giữ gìn diêm vương lệnh kỳ này, chờ khi gặp được tướng tinh gián phạm, thì giao cho người ấy để bình định võ lâm, bảo vệ giang sơn xã tắc. Bằng như không có duyên ấy, thì hãy hủy bỏ bảo vật này đi. Lão phù không hiểu nên đã hỏi lại. Bẩm lão thần tiên, làm sao mà đệ tử nhận ra người ấy? Vương Tổ Sư liền cười đáp. Chàng trai đó có thể khắc chế được linh kỳ. Kể xong thì kỹ tổng thư ứa lệ cao giọng. Này, chư vị chẳng thể là chàng trai mà lão phù chờ đợi, nên lệnh kỳ này phải hủy đi, sau đó kỹ mổ sẽ tự sát để tỏ lòng thanh bạch. Đến lúc này thì trưởng môn các phái bạch đạo đã tin tưởng tấm lòng chân thật của kỷ tổng thư. Vân Thiên Tử vội gọi lớn. Kỷ thi chủ chớ vọng động, lão phu sẽ đứng ra giải quyết vụ này. Đùng lúc ấy, Âu Dương Mẫn bất ngờ lao vút về phía của kỷ tổng thư với tốc độ sao băng. Dậu biết rằng sau khi đoạt được diêm vương quỷ kỳ, thì sẽ bị toàn trường vây hãm lão vẫn không hề sợ hãi có cờ báu vật ở trong tay lão sẽ trở thành bất khả xâm phạm âu dương mẫn là một trong những người hiếm hoi biết được câu thần chú cổ xưa nhưng đồng thời từ hàng ngũ bạch đạo cũng có một bóng người bay vút ra người ấy đứng ở vị trí hơi xa kỹ tổng thư nên chậm chân hơn âu dương mẫn một bước song hắn ta nhờ thân pháp nhanh như điện mà bắt kịp và bủa lý kiếm vào thân tả của đối phương. Đó là một hán tử áo lam, râu rậm, thân hình to lớn, tên gọi là Hàng Thiếu Lăng. Chỉ có mình thiết đảm hồng nhan là biết họ hàng này là quách tử khuê hay là vu diệp chân nhân. Chẳng hiểu vì lý do gì mà tử khuê lại liều lĩnh xuất chiêu thương thiên vô tâm. Chiều thứ ba ở trong phò oán thiền kiếm pháp, chàng đã dồn toàn lực nên kiếm phong vút lên veo véo kiếm kình cuồn cuộn khiến cho âu dương mẫn chột dạ phải phế bỏ ý định hạ sát kỹ tổng thư quay sang đối phó kỹ chàng chủ đang bị đường gươm mãnh liệt và quỷ dị tuyệt lưng của âu dương mẫn uy hiếp tính mạng bỗng thoát chết thì mừng vô hạn nhưng ông chưa kịp hoàn hồn thì đã phát hiện ban chủ chiếc mai bàn và ban chủ bích Quyết bang đang lao đến. Bọn cung thủ Kỷ gia trang đã buông tên xạ thẳng vào đội hình của phe địch, trừ các phái bạch đạo. Kỷ đồng thư đã sớm dặn dò thủ hạ như thế. Những xạ thủ ở trên đỉnh tường trước Kỷ gia trang cũng đã ra tay, khiến cho lực lượng địch tổn thương vài chục. Nhưng toán cung thủ đứng ở sau lưng của Kỷ tổng thư chưa kịp tra tên bắn lượt thứ hai thì đã phải buồn cung rút kiếm vì quân thụ đã đến ảo ạt như là thác lũ. Chỉ còn hai chầm tay thiện xã ở trên đầu tường là vẫn hoạt động hiệu quả. Họ bắn như mưa vào hàng ngũ của địch, giúp cho đồng bọn giữ vững cổng trang. Nhắc lại Âu Dương Mẫn, hụt mắt con mồi là kỹ tòng thư và diêm vương quỷ kỳ, thì vô cùng giận dữ. Lão nghiến răng đánh một chiêu nhu vân tìm lợi Chiêu này ảo diệu và ác độc phi thường. Kiếm ảnh trùng điệp tựa như là mây mù. che kính chân thân, xong lại hàm chứa những thế đâm như là chớp giật. Tùy ý thọc vào tử huyệt của đối phương, từ sông nhãn đến đầu gối. Đây là chiêu kiếm hữu hiệu nhất dùng ở trong trường hợp bị tập kích. Âu Dương Mẫn chính thực là điền sĩ lệ hội chủ huyết mai hội năm xưa lúc bị đánh rơi xuống vực thẳm lão đã thoát chết nhờ đám dây leo và còn may mắn đã gặp được nơi tọa hóa của tam tuyệt thần quân đồng nhật tú cao thủ thời nhà nguyên ngoài phò bí kíp gồm ba phần tuyệt học là thiết sa thần công nhu vân kiếm pháp kỳ môn độn giáp thần quân còn để lại một nhánh thiên niên hạ thủ ô Nhờ vậy mà hiện nay Âu Dương Mẫn sở hữu đến hơn hòa giáp công lực, dù tuổi chỉ mới quá 60. Với tù vì thâm hậu từng ấy, với chiều nhu vân tìm lợi do lão thi triển lại có oai lực kinh hồn, chồng võ lâm chẳng mấy ai chống nổi. Nhất là đối thủ của lão lúc này vẫn chỉ là một kẻ hậu sinh. Quả đúng như thế, đường kiếm của gã râu rậm đã bị Âu Dương Mẫn chặn đứng. Và sau hơn trăm tiếng thép va chạm chói tay, lão đã phát hiện ra hai chỗ sờ hở là huyệt đại hoành ở trên bụng trái và huyệt phúc ái trên sườn phải của đối phương. Hai huyệt này thuộc kinh túc thái âm tỳ thông với nội tạng. Trong tâm lý kích động và nóng vội, Âu Dương Mẫn chẳng hề ngần ngại thọc kiếm vào huyệt đại hoàng ở bên trái Vị trí ấy không được xương sườn che chở, nên dạ dày và lá lách có thể sẽ bị xuyên thủng dễ dàng. Nào ngờ, dường như hán tử áo lam râu rậm kia đã đoán trước, khẽ nghiêng người về mé hủ để né tránh, và vườn tay điểm liền một kiếm thần sầu quỷ khóc nhắm vào huyệt nhũ chung ở trên ngực trái của Âu Dương Mẫn. Phía sau huyệt này chính là quả tim nhát kiếm nhanh và biến hóa đến mức dù cho Âu Dương Mẫn đã đưa tay che mà vẫn thọ thương. Mũi kiếm như con mắt lập tức hạ thấp xuống một chút, đâm gãy xương lòng ngực của lão ta. Nếu là người khác thì đã lũng tim, nhưng Âu Dương Mẫn luyện thiết xa thần công đã hơn hai chục năm. Thân thể xương cốt cực kỳ rắn chắc nên đã bảo toàn được ngũ tạng. Tuy nhiên, đoạn xương bị gãy đã rách màng phổi, khiến cho Âu Dương Mẫn đầu thấu trời, hô hấp rất khó khăn. Lão thất kinh hồn vía, mượn lực phản chấn mà tung mình ra thật xa để tránh chiều kiếm thứ hai của kẻ địch. Xui xẻo thay, lão vừa hạ thân xuống đã bị ban chủ chiếc mài bàn tấn công. Âu Dương Mẫn cắn răng chống đỡ, vừa đánh vừa vận khí trị thương Dương Tố Vi phát hiện máu hồng đã loạn ướt đẫm ngực áo của đối phương thì rất là phấn khởi, ra đòn như là thác lũ mưa rào. Kiểm pháp của nàng ta ảo diệu tuyệt lưng, nhưng xem ra khí lực lại không đủ, nhờ vậy mà Âu Dương Mẫn dễ dàng cầm cự được. Bàn chủ chiếc mai bàn thấy lão bị thương mà còn kiêu dũng như vậy thì rất bực bội, nàng ta bèn đánh đòn tâm lý bằng cách thét lên. Âu Dương bẩn đã bị đâm thủng ngực rồi. Giọng của nàng cao vút, áp cả âm thanh náo động của cuộc loạn chiến khốc liệt giữa ba trăm thủ hạ, tổng đàn võ lâm và hai bàn chiếc mài bích huyết. Gọi là loạn chiến vì chúng đánh lẫn nhau và đánh cả bọn gia đình của kỹ gia trang. Lực lượng nằm phái bạch đậu thì vẫn án binh bất động, chưa dám chiến. Hầu hết bọn họ là hòa thượng, đạo sĩ chẳng quen với cảnh máu chảy đầu rơi. Hơn nữa, dù sao Âu Dương Mẫn vẫn còn là minh chủ võ lâm, họ chẳng thể công khai đối địch với lão được. Trừ khi Âu Dương Mẫn đoạt được diêm vương quỷ kỳ, thì họ sẽ liều mạng để tiêu diệt. Năm vị trưởng môn nhân ở trong hội đồng võ lâm đứng hàng đầu, nên đã một kích cảnh hãng tự áo xanh râu rậm đã thương Âu Dương Mẫn một cách dễ dàng. Họ vô cùng kinh ngạc. Hỏi Lư Công Đáng về lai lịch của chàng trai kỳ tài, vì chàng ta đã cùng đi với họ Lư. Tây Nhạc Kiếm Khách là đệ tử của Trúc Lâm Tử, trưởng môn nhân của phái Hoa Sơn. Này nghe sư phụ hỏi, gã kính cận đáp. Khải bẩm ân sư và chứ vị trưởng môn, vị đại ca ấy, họ hàng, tên là Thiếu Lăng, là sư huynh của thiết đảm hồng nhan tống thủy. Thật bọng cái thạch kính tường buộc miệng nói, Lạ thiệt, theo lão ăn mày ta biết được thì con bé liều mạng kia học võ của cha chú làm gì có sư phụ chứ. Bàn chủ cai bàn là người thông thạo tình tức nhất của võ lâm nắm rõ lai lịch từng cao thủ nên đã nói ra thì phải chính xác. Lư công đáng ngượng ngùng gật đầu Bẩm thạch trang chủ Vãn bối cũng nghi ngờ điều ấy Nhưng mà không tiện hỏi Tống cô nương đột nhiên biệt tâm cả năm trời Có lẽ trong thời gian đó Đã bái một vị kỳ nhân làm sư phụ Đại giác thiền sư Phương trưởng của chùa Thiếu Lâm Bỗng lên tiếng à Di Đà Phật Xin chư vị để ý Quan sát sẽ thấy Lộ số võ công của hàng thí chủ Và tống thí chủ Chẳng hề giống nhau Mọi người kiển chân mình, nhìn về phía mà thiền sư đã chỉ, thì thấy thiết đảm hồng nhan đang sát cánh cùng với hàng thiếu lăng mà chiến đấu. Họ đang cố mở đường máu, đưa kỹ trang chủ chở vào trong. Lúc này cổng chính của kỹ gia trang đã bị các đầu lĩnh bích huyết bang chấn giữ, chặn đứng sinh lộ của tổng thư. Tám cao thủ nọ gồm chín người, kể cả ban chủ bích huyết bang trịnh bá nghiêm họ trịnh độ hơn ba mươi mắt diều mũi ưng miệng rộng mày kiếm xích ngược tướng mạo oai võ tướng tú Phòng thái hiền ngang đáng mặt anh hùng vũ khí của gã là một cây thương bằng thép mạ vàng rực rỡ dưới ánh chiều tà nam thiên tôn từ tôn chiến là võ lâm đệ nhất thần thương nên đệ tử của lão cũng dùng thương trịnh bá nghiêm con đội ngân quan có gắn hai cọng lông đuôi chim công dài nên càng giống với thường sơn chịu tử lông ở trong tuồng cổ gã thống lĩnh bốn lão nhân dùng đau tuổi quá lục tuần vây đánh kỹ tổng thư quyết đoạt cho được diêm vương quỷ kỳ bốn lão còn lại chấn giữ cổng trang không cho bọn gia đình ở bên trong ra tiếp viện không chỉ bẫy nhiều đó gần trăm bang chúng của Bích huyết Bang cũng tham gia, so tài với bọn kiếm thủ, học trò của Tổng Nữ. Minh Sư tất hữu cao đồ Do đó, tuy tuổi mới 30-40, mà bản lĩnh của Trịnh Bá Nghiêm lại cao siêu hơn kỹ chàng chủ. Gã may mắn được Nam Thiên Tôn cho ăn kỳ chân của đất miêu cương, là một con bích niên xuyên sờn giáp xem ra món thịt chút dạ hầm thuốc bắc ấy quả là rất bổ béo nên bá nghiêm có thêm 10 năm chân khí với số tù vi tròn chèm nửa hoa giáp gã có thể vũ lộng cây thương nặng ba chục cân một cách nhẹ nhàng phát huy hết uy lực của phò hàng long thường pháp thương dài gấp đôi trường kiếm lại nặng hơn nên kỹ tổng thư càng bất lợi ông thủ nhiều hơn công chủ yếu là để bảo vệ tính mạng và lại may thay tổng thư đã thức ngộ ra rằng đối phương không dám hủy hoại đi diêm vương quỷ kỳ nên ông đã khôn ngoan đưa cả mảnh lựa cũ ấy ra mà chống đỡ những đường thương dũng mãnh của bá nghiêm thế là họ trịnh hoãn vía phải thu kim thương về sợ làm rách bảo vật Nhờ vậy mà kỹ tổng thư có thể ung dung cầm cự, chè trắng mặt sâu cho đòi chài gái lạ mặt kia mở đường máu rút lui. Kỹ trang chủ thầm đoán ra lai lịch của thiết đảm hồng nhan. Khi chứng kiến lối đánh hung hăng và bạc mạng của nàng, chồng võ lâm chỉ có mình nữ nhân tống thụy là có đấu pháp này. Còn hán tử áo xanh lực lưỡng kia thì là ai, lão chẳng rõ. Chỉ nghe Tống Thị gọi là sư huynh. Nhưng chàng ta lại chính là kẻ đã đã thương Âu Dương Mẫn để cứu mạng lão. Kỹ Tòng Thư chi ân họ nhưng vẫn cành cánh đề phòng. Sợ hai người ấy giả vờ thân thiện rồi thừa cơ chiếm linh kỳ. Tử Khuê và Tống Thụy chẳng hề để ý tới tâm tư của Tổng Thư. Cứ ra sức chiến đấu vì lão Tuy không hiểu lý do gì Mà tử khuê lại ra tay cứu giúp họ kỹ Xong thiết đảm hồng nhan Vẫn hăng hái sánh vai với chàng Nàng chỉ chậm hơn vị sư huynh hờ kia vài bước. Giờ đây đối thủ của hai người là bốn lão nhân cầm đau, có lẽ là hộ pháp của bích huyết bang. Dậu biết rằng lưỡng quyền nan địch tứ quyền, nhưng thiết đảm hồng nhan chẳng hề run sợ khẳng nhiên mà đối phó bằng dũng khí của một con cọp cái. Trong thời gian qua, tuy không học được yếu quyết cao nhất của kiếm đạo là phép biến hóa, song nàng cũng tiếp thu khá nhiều chiêu thức tuyệt diệu của chung Thiên Tôn. Việc này đã làm cho bản lĩnh của nàng tăng tiến thêm vài bậc. Trước kia võ công của Tống Thụy còn kém tay nhạc kiếm khách lưu công đáng một chút nhưng giờ đây gã chỉ đáng xếp hàng sư đệ nhờ vậy mà hôm nay nàng có thể chống chọi với hai cao thủ lão làng của phương nam tống thụy giữ được thế quân bình thì tử khuê phải khá hơn sau khi thụ giáo chung thiên tôn trần ninh tĩnh về kiếm đạo nghề đánh kiếm của tử khuê đã đạt tới mức thượng thừa không còn lệ thuộc vào hình thức của kiếm chiêu nữa bằng chứng là khi xuất chiêu thượng thiên vô tâm ở chồng phò oán thiền kiếm pháp chàng đã đắc thủ mà không hề bị thương biến hóa là đạo lý vận hành của vũ trụ võ học cũng chẳng nằm ngoài cái đạo lý ấy cho nên kẻ nắm được biến hóa chính là người thượng chí thành tựu vượt xa người thường tuy nhiên võ nghệ còn tùy thuộc vào bản thân sức lực tu vi nên bản lĩnh của tử khuê vẫn còn kém so với các cao thủ lão thành như âu dương mẫn chẳng hạn lúc nãy tử khuê đã thương được lão ta là nhờ yếu tố bất ngờ cũng như đặc tính quái dị của oán thiền kiếm pháp lần sau gặp gỡ âu dương mẫn sẽ không còn khinh địch nữa và chàng sẽ thua thiệt nhưng giờ đây đối thủ của chàng chẳng phải là âu dương mẫn nên chỉ sau vài chục chiêu là tử khuê đã phá được thế giáp công của hai lão hộ pháp bích huyết bang chàng xuất chiêu mộ cổ thần cung ở trong phò thành lòng kiếm pháp bủa lưới kiếm chụp lấy lão già cao gầy ở mé hữu nạn nhân lập tức nghe hơi thép lạnh làm rờn rợn thân trên và trước mặt lại là hàng trăm bóng kiếm chập chờn lão chột dạ múa tích cương đau giải phá chiều kiếm đáng sợ kia. Xong chỉ sau có vài tiếng thép chạm nhau tinh tăng, lão chợt nghe bụng nhói đau khủng khiếp. Chẳng hiểu bằng cách nào mà mũi kiếm của đối phương đã đi xuyên qua huyệt thần khuyết, nơi rốn của lão và các đất ruột non. Lão hộ pháp cao gầy, rú lên thảm hại, ôm vết thương ngã quỵ xuống. Trước đó, tử khuê đã kịp thu kiếm đảo thần trên kịp tránh chiêu của kẻ địch thứ hai, rồi quay người nghênh chiến. Nếu đường gươm và thần pháp của chàng không nhanh như điện, thì đã chẳng toàn mạng. Hôm nay vì một lý do bí ẩn nào đó mà tử khuê ra tay rất là tàn nhẫn, chẳng còn chút nhân từ nào nữa. Tuy nhiên, tử trạng và tiếng thét thê lương của nạn nhân đã khiến cho kẻ giết người lần đầu phải sốn sang bất nhẫn nhưng đúng lúc ấy kỹ trang chủ cũng khẽ kêu rên lên vì chúng một thương của trịnh bá nghiêm vào vai trái tiếng rên kia làm cho tử khuê nghe lòng thắt lại bởi lo âu thương xót kỹ tổng thư chính là cậu ruột của chàng đây chính là nguyên nhân vì sao tử khuê đã sẵn sàng đổ máu để bảo vệ ông ta nhà họ kỹ có sáu anh em nhưng bốn người đã chết lúc mới vài tuổi nên chỉ còn lại kỷ tổng thư và thân mẫu tử khuê là kỷ thanh lam khi kỷ nương lên bốn thì xuân huyên lần lượt qua đời tổng thư liền thay cha mẹ mà nuôi em gái ông hơn kỷ thanh lam gần hai mươi tuổi nên lúc ấy đã trưởng thành Ở nghĩa đó nặng hơn núi thái sơn lớn lên kỷ nương thành danh, bằng tầm mà nữ, giết người như ngoé nên đã bị đại ca quở trách nặng lời. Bà tức giận, cắt vạt áo rồi dứt tình huynh muội bỏ đi. Vài năm sau, khi tỉnh ngộ, nhờ sự điểm hóa của vô danh thiền sư, kỹ nương vô cùng hối hận, hành động nông nổi, bất nghĩa với huynh trưởng lúc trước. Nhưng vì xấu hổ mà không dám quay về tạ lỗi hơn hai mươi năm qua, tuy yên ấm với chồng con ở đất hứa xương, song lúc nào lòng của bà cũng cành cánh nhớ thương người anh ruột ở tứ xuyên. mười năm trước khi bà đủ dũng khí gửi thư về cố quận, thì lại chẳng nhận được hồi âm. bà cho rằng tổng thư chưa tha thứ cho mình nên không dám liên lạc nữa. nào ngờ kỹ tổng thư đã rời quê đến đất bào bình để lập nghiệp tử khuê nghe mẹ của mình nhắc đến đại cũ phụ hàng trăm lần nên biết rõ danh tính tuổi tác và đặc điểm cây bớt son đỏ hình đám mây ở giữa chán nay tình cờ gặp ông tử khuê vui mừng khôn xiết, quyết cứu cũ phụ bằng mọi giá nhắc lại tử khuê thấy cậu của mình bị thương thì chẳng còn dám thương xót với kẻ thù nữa chàng nghiến răng xuất chiêu vũ đã lê hoa tung ra hàng trăm thức kiếm, dồn dập tựa là mưa rào khống chế đường đau của lão hộ pháp béo lùng, rồi đâm thủng ngực. Lão tử có dạy rằng, thử lưỡng giả đồng và hữu vô tương sinh, cho nên trong kiếm đạo, bậc kiếm sĩ vô chiêu cũng phải vận chiêu thức. Nhưng khi xuất chiêu, họ tùy nghi mà biến hóa, chẳng hề bị ràng buộc, nên gọi là vô chiêu. Tử Khuê cũng vậy, chàng vẫn thi triển những diệu thức ở trong sở học của mình. Sòng kiếm, ý thênh thang tự tại, tùy cơ mà nhi tác không chút trở ngại. Kết liệu sòng địch thủ thứ hai, Tử Khuê chợt phát hiện thiết đảm hồng nhan đang nguy ngập tính mạng. Bởi một chiêu đao hợp bích cực kỳ ảo diệu của hai lão hộ pháp bích huyết bang. Chàng liếc nhanh, thấy tổng thư chưa đến nỗi nào an tâm tiếp viện cho Tống Thụy trước. Tử Khuê đề khí lao vút đi, chỉ một bước nhảy đã vượt khoảng cách gần hai trượng tiếp cận mục tiêu. Tuy tăng trọng đến hơn hai chục cân, nhưng Tử Khuê vẫn nhanh nhẹn như xưa. Chàng hiểu rằng tốc độ của thần Pháp là yếu tố sống còn ở trong giao đấu cũng như khi đào tẩu, nên đã không ngừng khổ luyện. Rốt cuộc, Nhìn bề ngoài thân thể chàng béo to, nhưng mà thật ra cơ thể của chàng gồm toàn là những bắp thịt rắn rỗi và chẳng có chút mỡ thừa. Cơ đùi nở nàng mạnh mẽ hơn đã giúp chàng không nặng nề vì trọng lượng đã tăng thêm. Nhờ như vậy, giờ đây tử khuê kịp cứu mạng của ả siêu mũi không biết sợ chết. Nàng ta sắp toi mạng bởi lửa đạo oán nghiệt của lão già không râu mẻ tả. Tống Thụy đang phải đối phó với lão mặt ngựa mé hủ nên chẳng thể nào thoát chết được. Tử Khuê biến sắc, đánh liền 18 thức gươm thần tốc. Kiếm kình rít lên lanh lảnh, tấn công vào mé trái của lão không râu. Lão ta tợn da gà vì đánh hơi được tử thần, đành phải bỏ Tống Thụy, quay lại tiếp chiều của kẻ mới đến. Với kinh nghiệm giang hồ mấy chục năm, lão hiểu rằng tay non chẳng thể nào có được đường gươm xé không gian như vậy. Nhưng kinh nghiệm dày dặn lại không giúp cho lão toàn mạng, vì tử khuê nhờ thế mà bất ngờ chiếm được tiên cơ. Kiếm của chàng nhanh gấp bội đào của đối phương, trong sát na đã xuyên thủng ngực kẻ xấu xố. Tiếng rên là thảm não của lão không râu, khiến cho lão mặt ngựa chấn động tâm càng đường đau hơi rối loạn và lộ sơ hở. Thiết đảm hồng nhan chẳng bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng đó, Học kiếm vào vùng bụng chống chảy của kẻ thù. Là kẻ giàu kinh nghiệm, sau khi đâm thủng gan ruột của kẻ địch, Tống Thụy lập tức thu kiếm, lùi lại, vì lão mặt ngựa có thể dồn toàn lực vào đau cuối cùng. Do đó, nàng tình cờ xô phải tử khuê phía sau chàng sợ nàng thấp thế nên đã chật hờ sẵn sàng tiếp cứu. Cụ và chạm khá mạnh nên tử khuê phải trụ tấn và ôm chặt lấy gia nhân. Bàn tay tả của chàng vô tình áp lên ngực phải của thiết đảm hồng nhan, khiến cho ả thẹn thùng chính người. Tống Thụy chưa kịp cảm nhận hết vị ôn nhu của sự tiếp xúc ngọt ngào ấy từ tử khuê, thì tử khuê đã buông ra, lao vút về phía ban chủ bích huyết bang Trịnh bán nghiêng, vừa đâm thêm một thương vào đùi của kỹ tổng thư. Họ Trịnh đã một kích, cảnh chàng đã thương Âu Dương Mẫn và sát hại ba hộ pháp của mình nên rất tức giận. Nhưng đồng thời gã lại chẳng dám coi thường, đành bỏ kỹ lão quay sang đón tiếp tử khuê bằng một đường thương vũ bảo. Thương, giáo, kích, trường đao, trường côn, đình bà là loại bình khí dài, rộng, tầm sát thương rộng, đòn đánh rất là mãnh liệt. Nhưng cũng chính vì chiều dài và trọng lượng mà chúng luôn chậm hơn đoạn binh như là đào kiếm. Dẫu cho Trịnh Bá Nghiêm là học trò của Thương Thánh thì khuyết điểm ấy vẫn tồn tại. Và thao quan thần thức chính là khắc tinh của mọi loại trường binh. Tử Khuê không dám thò tay chụp đào kiếm nhưng hoàn toàn có thể khóa cứng một đường thương Năm xưa sư phụ của chàng, Vũ Mộc Chân Nhân, đã từng đến Hồ Nam, bịt mặt so tài với Nam Thiên Tôn từ Tôn Chiến. Tuy tay không, mà ông vẫn cầm cự được hai ngàn chiêu, sau đó chá bại bỏ đi. Về đến Vũ Lương Sơn, chân nhân đã nghiền ngẫm, nghiên cứu suốt một năm rồng, tìm ra những chiêu thức đặc biệt để hóa giải thường pháp của họ từ. Giờ đây, Tử Khuê kế thừa tuyệt học ấy, thản nhiên cử kiếm chống đỡ những thế thường ác liệt của Trình Bá Nghiêm. Và tay tả, bất ngờ khoa nhanh, vẽ nên những vòng tròn kỳ ảo, bám lấy đầu thương. Rồi chụp lấy đoạn cán thép ở sát vào mũi thương sắc bén Tử Khuê chẳng dạy gì mà giành giật cây thương khi đối phương đang cầm bằng hai tay Chàng chỉ thuận thế kéo bá nghiêm về phía của mình rồi chàng tới nhanh như là một cơn lốc thọc bốn kiếm vào người cô gã Bán nghiêm thất kinh hồn vía vội buồn vũ khí phiền thân mà tránh né gã đã dày công khổ luyện suốt hai mươi mấy năm nên bản lãnh cao cường phản ứng thần tốc nên nhờ như vậy mà thoát chết chỉ bị thương nơi vai tả vết thương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đã khiến tay trái của gã tạm thời bị phế. Khổ thầy, người sử dụng thương phải cầm cả hai tay, què một, coi như cũng đã tiêu đời. Trịnh bản nghiêm chẳng còn chút dũng khí nào nữa, bỏ của chạy lấy người. Tử khuê thì không thèm truy đuổi, quay lại tìm lại cổ phụ. Tổng thư đang được thiết đảm hồng nhan băng bó vết thương bằng vạt áo của chính nàng xé ra. Tống Thụy mỉm cười ánh mắt đầy vẻ khâm phục. Sao sư huynh không quăng cây thương chết tiệt đó đi? Nó bằng thép mạ vàng chứ đâu phải là vàng rộng mà sư huynh tiếc của. Thì ra vũ khí của ban chủ bích huyết bang vẫn còn nằm ở trong tay của chàng. Tử khuê chà kiếm vào vỏ cười đáp. Chẳng phải ta tham vàng mà là muốn dụng nó để phá vây. Ta cũng học vài đường thương, này thì thố thử xem sao. Kỷ đồng Thư Nãy giờ chăm chú quan sát chàng trai râu rậm, bỗng nhận ra nụ cười cởi mở thân mật kia, cảm thấy thật là thân thiết lạ lùng. Ông rung giọng hỏi, Thiếu Hiệp là ai mà lại cố công bảo toàn cái mạng già này của lão phụ? Tử Khuê bước đến thật sát tay của ông mà nói, Đại của phụ, tiểu điệt là quách tử Khuê, giọt máu của bần tâm ma nữ kỹ thành làm đây, nhưng bí mật này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Xin cũ phụ cứ làm như chẳng hề quen biết Trước mắt chúng ta phải vào được trong chàng cái đã Kỹ tổng thư tin đã tám phần Xong vẫn cẩn thận hỏi lại Thế mẫu thần của người Có điểm gì kỳ lạ trên người Tử khuê đỏ mặt đáp Da mẫu có một bớt son Đã hình đám mây ở bên ngực trái Kỹ tổng thư mừng muốn xa lệ Định ôm cháu mà không dám Ông chỉ nghẹn ngào nói Tạ ơn trời Phật, lão phu đã tìm thấy em gái của mình rồi. Thiết đảm hồng nhan nghe tất cả, giận dỗi trách tử khuê. Sao sư huynh không sớm nói cho tiểu muội biết, phải chẳng sư huynh không tin tiểu muội Tử khuê cười gượng. Chẳng phải ta không tin nàng mà ta không muốn, nàng bởi việc riêng của ta mà đã thọ nạn đấy thôi, ta hứa từ nay sẽ không giấu giếm sư bụi điều gì nữa. Tống Thụy hài lòng vui vẻ nói sư huynh hãy đánh mở đường tiểu muội sẽ dịu kỹ cứu phụ theo sau kỹ tổng thư phì cười lão phu chỉ bị thương nhẹ đâu cần ngươi phải dịu dắt hay là nhà đầu ngươi muốn lập công mua chuột già này tử khuê không hiểu nhưng mà tống thụy đã nhận ra ngay ẩn ý của câu nói đó nàng e thẹn đỏ mặt vội vàng thúc ép tử khuê tiến bước nãy giờ họ trao đổi những câu ngắn ngủi như thế là nhờ có sự bảo vệ của mấy chục gia đình nhà họ kỹ. Tổng thư đối xử với đệ tử thủ hạ rất là hậu, nên bọn chúng trung thành tuyệt đối, chết chẳng sờn lòng. Họ biết nếu mình có vong mạng thì thê tử sẽ được kỹ gia chàng nuôi dưỡng chu đáo. Giờ đây khi nghe kỹ chàng chủ cao giọng ra lệnh, họ lập tức tập trung thành đội ngũ quanh ông vừa đánh vừa tiến theo nhịp độ phá vây của hán tử áo xanh râu rậm. Họ không biết người ấy là ai, song trong lòng kính phục vị anh hùng cái thế. Ngay cả năm vị trưởng môn nhân bạch đạo cùng với mấy trăm đệ tử cũng phải lắc đầu tháng phục khi thấy hàng thiếu lăng đã thương và tước vũ khí của ban chủ bích huyết bang chỉ với một chiêu. Thất bổng cái là người tự hào về lái lịch, lộ số võ công ngàn nhà này lại không nhận ra được môn hậu của hàng thiếu lăng nên vò đầu bứt tay vừa chửi vừa khen hử con bà nó không hiểu cái môn phái quái quỷ nào đã sản sinh ra một bậc kỳ tài như đây anh hùng xuất chúng đến thế chứ lão phu mà không điều tra ra được thì thầy sẽ bỏ rượu bàn chủ cái bàn là con sâu rượu nên lời thề ấy đối với lão là độc địa nhất Võ đương thần kiếm mộ duy lộ cũng có mặt ở chốn này. Sau lễ thượng thọ sư phụ là vân thiên tử, mộ duy lộ đã lên đường đi nhưỡng thành để tìm đông nhạc tiên hồ. Khi dừng chân qua đêm ở huyện Bảo An Định, gã ghé thăm một thành lâu nổi tiếng để mua vui. Khủng khiếp thay, ngay đêm ấy gã đã phát hiện mình bị liệt dương. Mặc cho ả danh kỹ kia những nguyệt thẹn thân hình bốc lửa chỗ hết ngón nghề của làng chơi. Thần dương của mộ duy lộ cư vẫn yếu xìu như là cọng bún thiêu. Gã chết điến người, tưởng như bầu trời sụp xuống đầu của mình. Tuyệt vọng rời thanh lâu chồng ánh mắt khinh thị diễu cờ của bọn kỹ nữ. Thế mà bộ duy lộ chẳng còn lòng dạ nào đi đến chỗ hẹn với đông nhạc tiên hồ ở Nhưỡng Thành nữa. Gã đã cấp tốc quay về núi võ đường khóc lóc vang nại vần thiên tử chữa trị giùm sư phụ của gã chẩn mạch cẩn thận an ủi học trò rằng bệnh này rất dễ chữa chỉ cần gã chuyên rèn luyện đội công võ đường tầm pháp trong ba năm ngày ngày uống thuốc sẽ lành bệnh từ đó Mộ duy lộ trở thành một đệ tử siêng năng cần mẫn có đạo đức không chê vào đâu được Gã chẳng bao giờ nhìn ngắm hay cười cợt với bọn nữ đồng môn, lúc nào cũng chàng nghiêm, đạo mạo, tựa như là bậc cao tăng đắc đạo. Nhưng đêm về, gã mần mề khúc thịt thừa vô dụng rồi thở dài thường thược, oán trời trách đất, chẳng tiếc lời. Hôm nay mộ dưới lộ chứng kiến cảnh hàng thiếu lăng, hiển lộng thần oai, được người người tháng phục ca ngợi thì lòng vô cùng thức tối, gã càng đố kỵ đến điên người khi thấy thiết đảm hồng nhan cứ bám lấy họ hàng mà vào sinh ra tử mộ duy lộ đã từng tán tỉnh tống thụy nhưng không thành công còn nhà đầu ấy đã dẫn dừng trước dung mạo tuyệt thế cũng như tài sản kết sù của gã với tâm trạng xấu ấy mộ duy lộ buộc miệng dèm pha <laughs> võ công của tên hàng thiếu lăng có lẽ xuất phát từ bàn môn tả đạo nên mới lợi hại khác thường như thế. Cái cảnh đánh lén Âu Dương Minh Chủ là đủ biết họ hàng chẳng phải là người quan minh chính đại. Sau khi biết học trò cưng của mình vì nữ sắc mà bán rẻ tông môn, Vân Thiên Tử rất đau lòng mà không còn ưu ái mộ duy lộ nữa. Này nghe y dở thối tiểu nhân buông lời đấu kỵ kẻ hơn mình. Vân Thiên Tử bực bội nạt. Cầm ngay, người biết gì về chính ta mà dám lạm bàn trước mặt của trưởng bối và nếu hàng thí chủ không tập kích âu dương mẫn thì làm sao cứu mạng được kỹ chàng chủ kịp thời mộ dư lộ hổ thẹn vòng tay nhận lỗi rồi lùi về phía sau y đi rồi đại giác thiền sư phương trượng thiếu lâm tự bỗng thở dài a à, di đà phật lão nạp thấy cảnh chúng sinh tàn sát lẫn nhau thịt nát xương tan mà lòng đau như cắt. Chẳng lẽ chúng ta cứ khoanh tay đứng nhìn mãi hay sao? Tùng Xuân Tử, giáo chủ toàn chân giáo buồn đầu tiếp ứng. Chúng ta là kẻ tu hành, không quen ứng phó với những hoàn cảnh như thế này. Phải chỉ có cũ hòa thánh y ở đây thì hay quá. Thất bọng cái bực mình chửi đổng Mẹ nó, cái lão mũi châu họ cổ này quá là đáng ghét lúc người ta cần đến thì chẳng thấy đâu. Thế mà dám bảo làm mình là bậc thần cơ diệu toán. Ban chủ cai bàn là bằng hữu chí thần của cụ hòa thánh y nên mới dám phê phán nặng như thế. Chợt chút lâm tử rèo lên. Ấy, chư vị xem kìa, Âu Dương Mẫn đã phá được vòng vây của ban chủ chiếc mại bàn cùng với các hộ pháp và ra lệnh rút quân các trưởng môn nhân đang đứng ở trên một gò đất cao, nên quan sát trận địa rất là dễ dàng. Quả đúng là vậy. Âu Dương Mẫn bị gãy xương và rách tàn phổi ở bên trái. Mỗi lần hô hấp là đau đớn, võ công chỉ còn một nửa. Trong khi đó, Dương Tố Vi được sự hỗ trợ của sáu đầu lĩnh võ nghệ cao cường nên đã chiếm được thượng phong. Là kẻ gian hầm cái thế, Âu Dương Mẫn hiểu rõ rằng mình đã thất bại, tưởng cầu chỉ tổ thiệt thân. Lão ta bạn sức kỳ chiêu, đã thương một hộ pháp chiếc mai bàn, rồi rút quân. Ba trăm kiếm thủ tổng đàn, giờ chỉ còn lại hai đội ngũ chính tề, theo mình chủ phá vây. Y như huyết mai hội chủ năm xưa, Âu Dương Mẫn phóng tay chém giết hung hãn như cọp, cùng đường chẳng ai có thể ngăn bước không còn trở ngại nào khác. Dương Tú Như kéo dốc thủ hạ đến hợp lực với Bích Huyết Bang để đoạt lệnh kỳ. Trước đó Trịnh Bá Nghiêm đã quay lại tấn công bọn tử khuê để rửa hận. Gã mang theo phó tướng của mình và những thủ hạ kiêu dũng nhất. Bản thân của họ Trịnh cũng tham chiến với vũ khí là một thanh trường kiếm. Lúc này đang đeo lủng lẳng ở ngàn hồng. Người sử dụng trường binh thường có thói quen mang thêm đau hoặc là kiếm. Lý do là vì thương giáo rất cồng kềnh nặng nề, không thể lúc nào cũng mang kè kè bên mình được. Chẳng lẽ đi dạo phố hay dự tiệc mà cũng vác thương theo? Hoặc giả dạ, khi phải chiến đấu trong một môi trường chập hẹp, vướng víu như là rừng cây chẳng hạn, thì vũ ký dài rất là bất lợi. Cho nên ngay cả Nam Thiên Tôn từ tôn chiến cũng phải đeo theo gươm Cả trịnh bá nghiêm cũng như thế. Tất nhiên kiếm pháp của họ không lợi hại lắm. Trường hợp của tử khuê thì ngược lại. Chàng chuyên luyện quyền kiếm, xong vẫn biết qua loa đánh vài loại trường binh và khá thông thạo thương thuật côn thuật. Điều này xuất phát từ quá trình luyện pho thao quan thần thức của vua mục chân nhân. Sư phụ của chàng đã dùng tâm huyết một đời vào việc biến pho Nga mi đạo quyền thành một tuyệt học có một không hai. Hơn cả thiếu lâm thập bát là hán quyền hay là võ đương trường quyền. Võ quyền này sẽ giúp cho người võ sĩ chống chọi được cả với bình khí, dù dài hay là ngắn. Bình pháp tồn tử có câu Chi kỹ bị kỹ bạch diện bạch thẳng. Vì vậy, Trần Nhân đã phải nghiên cứu phép đánh của nhiều loại vũ khí để tìm ra cách khắc chế riêng đối với pho hoàng long thương pháp và pho thiếu lâm trường côn ông đã phải hào tâm khổ tứ hàng năm trời với trí tuệ mẫn tiệp phi thường chân nhân đã tự tái hiện ra những chiêu thức ảo diệu nhất của đối phương và phá giải khi truyền nghề cho tử khuê vu mộc chân nhân đã dạy luôn những gì mình thu hoạch được của thiên hạ điều này chẳng phải là vô ích vì thế sự vốn vô thường, bất chắc, không thể lường trước được. Biết đâu có lúc tử khuê không còn trường kiếm ở trong tay, phải vớ đại một đoạn che gỗ nào đó, hoặc đoạt lấy vũ khí của khe địch mà sử dụng. Thao quan thần thức, dù tuyệt diệu đến mấy, cũng sẽ kém hiệu quả ở trong một cuộc hỗn chiến với số đông. Bởi những hạn chế ấy của quyền thuật, mà người ta đã chế tạo ra vũ khí và dùng trong chiến tranh. Trường thương là loại binh khí cực kỳ lợi hại chốn xa trường. Xưa kia đại tướng của Lưu Bị là Triệu Vân, tức Trường Sơn Triệu Tử Long. Một thương một ngựa xông qua giữa vạn quân như là chốn không người. Và trong sử sách Võ Lâm còn kể rằng lúc chấn giữ thành tương dương, vị đại hiệp thật thà quách tỉnh cũng đã dùng thương mà đánh nhau với quân Mông Cổ, mặc dù bình thường ông đã quen xài kiếm hơn. Tóm lại, Tử Khuê rất có lý khi sử dụng cây kim thương của Trịnh Bá Nghiêm khi phá vây. Tuy chàng chỉ biết bảy chiêu thương và tám chiêu trường côn, song cũng tạm đã đủ. Thứ nhất là vì phép đánh trường côn chính là căn bản của thương thuật. Để tăng khả năng sát hại, người ta đã gắn thêm mũi thép vào đầu của gậy mà tạo ra thương và giác. Từ đó mà thương pháp có nhiều chiêu thức đâm hơn là côn pháp. 7 cộng 8 là 15 Song với một kẻ đã thấu hiểu đạo biến hóa của võ học, thì 15 chính là vô số. Đương nhiên tử khuê sẽ gượng tay vì không quen và chẳng đạt đến mức thượng thừa của thương thuật như là trịnh bá nghiêm nhưng đám bàn chúng tép rêu của bích huyết bang thì tử khuê thừa sức mà quét văn đi bằng một thế công cực kỳ dũng mãnh kim thương nặng gần chục cân được vũ lộng bằng đôi bàn tay với những bắp thịt nở nàng rắn chắc nên khí thế hùng hậu phi thường đầu kiếm của bọn thủ hạ bích huyết bang chạm phải đường thương thì lập tức văng khỏi bàn tay rớm máu tử khuê luyện cả nội công ngoại công, sức lực hơn hẳn trịnh bá nghiêm. Tử khuê hướng chí sông lên, trường thương bay lượng vùng vút, tựa giải lụa vàng, kình phong xé gió vù vù, dọa khiếp phe địch. Về mặt tâm lý, thì bọn đệ tử Bích Huyết Bang đã có phần khiếp sợ tử khuê. Khi thấy chàng sử dụng vũ khí của thượng cấp mình, ban chủ còn thua, thì thủ hạ nào thấm thía gì với đối phương lại thêm bằng chứng hiển nhiên là đường thương vũ bảo đầu tiên, nên chúng chẳng dạy gì đương cự mà mang họa. Thế là vòng vây ở trước mặt của tử khuê ngoan ngoãn giãn dần ra, theo từng bước chân của chàng. Tử khuê đánh hết 15 chiêu, đưa đoàn người tiến lên được bốn trượng, chỉ còn cách cổng quách gia trang ba trượng, thì nghe trịnh bá nghiêm quát vang kẻ nào lùi bước sẽ bị xử tội chết bọn bàn chúng sợ hãi liều mạng xông vào tấn công tử khuê không dám nhường đường nữa tử khuê múa tích kim thương đánh bạc chúng ra và suy nghĩ dẫu ta giết chết mấy chục gã này mà vào được ở bên trong thì cuộc chiến vẫn không kết thúc phải tìm cách mới được chàng lùi lại ra hiệu cho tống thụy thay thế mình rồi đến sát kỹ tổng thư mà nói chúng ta vào trong cũng vô ích tiểu điệt sẽ cố mạng diêm vương lệnh kỳ đến giao cho hội đồng võ lâm có như thế mới giải được tai họa kỷ lão thấy đệ tử thương vong quá nhiều hiểu rằng mình đánh nữa sẽ chẳng còn một móng và nếu ông cố giữ quỷ kỳ thì kỹ gia trang đến một ngày cũng không yên ổn vì vậy tổng thư đồng ý ngay trao cây cờ báu cho cháu trai. Tử Khuê nhận lấy, dơ cao lên phất và quát lớn. Xin hội đồng võ lâm hãy tiếp nhận lĩnh kỳ. Sau đó Tử Khuê thu ngắn cánh cờ, cuộn mảnh lụa tam giác lại, dắt vào thắt lưng, rồi múa thương đánh thóc về hướng Tây, nơi mà các phái bạch đạo đang đứng như phỏng. Lúc này chỉnh bán nghiêm và lão phó ban chủ râu dài đang tiến vào từ hướng nam, còn cách xa đội ngũ của kỹ gia chàng mấy trưởng. Thấy phòng tuyến hướng tây khá mỏng, bá nghiêm vội quát. Không cần giữ cửa chàng nữa, mau chặn gã cầm cờ cho ta. Thế là bọn thủ hạ của gã bỏ chỗ cũ, ung ung kéo về hướng tây, bổ sung quân số ở trong vị trí quan trọng. Ngay cả bốn lão hộ Pháp trước giờ canh giữ ở trước cổng, nay cũng bỏ nghề, thiết đảm hồng nhan bảo kỹ lão xin cũ phụ cứ rút vào bên trong chị thương tiểu nữ sẽ đuổi theo hỗ trợ quách siêu huynh kỹ tổng thư gật đầu dặn dò đào kiếm không có mắt lão phu mong rằng hai người hãy cẩn trọng lão phu sẽ điều binh hỗ trợ ngay tống thụy ôm quyền chào rồi phi thân về hướng tử khuê đang tả sùng hữu đột về đối phương muốn cầm chân chàng nên tập trung rất dày ở trước mặt sau lưng cũng có nhưng không nhiều nhờ vậy thiết đảm hồng nhan có thể phá vây vào với tử khuê thấy nàng tử khuê vô cùng cảm động và yên tâm mở đường máu vì đã có người che chắn ở mặt sau lưng đối thủ lúc này của chàng gồm có trịnh bá nghiêm dương tố vi và lão nhân râu dài phó ban chủ bích huyết Bang chung quanh đấu trường là 600 thủ hạ của hai bang hội chiếc mai bích huyết. Họ tập trung nhiều ở hướng Tây để đề phòng sự tham chiến của phe bạch đạo. Tuy lực lượng này chỉ có độ hơn 200, song đều là Tây khá nhất, là năm vị trưởng môn nhân và thập bát là hán thiếu lâm tự. Nhưng với oai phòng của Bắc Thiên Tôn và Nam Thiên Tôn, chưa chắc bọn hòa thượng đạo sĩ mày ấy dám tham chiến. Bằng chứng là từ đầu đến giờ họ cứ bình chân như vậy. Nhưng sự thật thì lại khác với dự đoán của Trình Bán Nghiêm và Dương Tố Vi. Vân Thiền Tử, trưởng môn nhân phái võ đường đã vận công quát. Hội đồng võ lâm yêu cầu chiếc mai ban và bích huyết ban đình thủ. Hội đồng sẽ thu nhận diệm vương quỷ kỳ và hủy hoại ngay tại chốn này. Dương Tố Vi bỏ chọn địa, nhảy lên đứng ở trên vai ả nữ thủ hạ, to con, rồi khôn khéo đáp. Bẩm chư vị trưởng môn, gia sư Bắc Thiên Tôn muốn sử dụng linh kỳ để giúp đạo quân triều đình ở vùng quan ải phía sơn Tây, đương cự với rợ mông. Mong hội đồng võ lâm ủng hộ hành vi chính nghĩa ấy. Vân Thiên Tử bối rối, chẳng biết phải giải quyết như thế nào thì một nữ đồ đệ đứng lên hiến kế. Vị đạo cô ấy là đệ tử nhỏ nhất của ông, đứng hàng thứ tám, đạo danh Linh Tuệ. Nàng ta tuổi mới đôi chính, tính tình hiền lành, vui vẻ, nhưng đầu óc thông minh tuyệt thế, mẫn tiệp phi thường. Khác với mộ duy lộ, Linh Tuệ đến võ đường không một xu lễ vật, mà vẫn được vào làm đệ tử của trưởng môn nhân, tức đời thứ hai. Đáng lẽ nàng ta phải làm đệ tử đời thứ ba mới đúng quy củ. Nhưng chẳng ai ganh ghét với Linh Tuệ cả, vì nàng là cháu, gọi vần thiên tử bằng chú ruột. vả lại, Linh Tuệ rất dễ mến, được cả phái yêu thương. Và nàng chính là người duy nhất cổ vũ cho tử khuê trong trận so tài với mộ duy lộ ở Hoàng Hóa. Giờ đây, cô nàng có cặp mắt tinh đời ấy rỉ tai mách nước cho sư phụ, Nghe xong, Vân Thiên Tử hớn hở, cao giọng trả lời Dương Tố Vi. Thiện tai, thiện tai, Bắc Thiên Tôn đã có lòng vì xã tắc như thế, thì hội đồng võ lâm rất là khâm phục. Nếu chư vị không mau đình thủ, thì e rằng vị thí chủ họ hàng kia sẽ hủy bảo vật đi đó. Câu nói khách sáo ấy chính là lời nhắc nhở tử khuê màu phá hủy linh kỳ chàng trai xui xẻo của chúng ta tuy hơi thật thà nhưng không đến nỗi ngốc Tử ừ khuê liền tỉnh ngộ quét một thương sấm sét đẩy lùi những đối thủ của mình và bất ngờ phóng thẳng kim thương vào người của lão phó ban chủ bích huyết bang lão ta không dám né tránh sợ hại mạng bọn thủ hạ ở phía sau đành vùng đao chặn lại đào pháp của lão rất là tinh diệu nên đã đánh rơi được mũi ám khí to đùng ấy xuống đất nhưng Tử Khuê đã lợi dụng khoảnh khắc nọ mà, mà rút Diêm Vương Quỷ Kỳ ra, kéo dài cán thép, sử dụng như là một thanh kiếm thứ hai ở bên tay trái. Chàng có thể dùng tả thủ để đánh những chiêu quyền chảo, phối hợp với trường kiếm ở bên tay hữu thì việc múa cờ bằng tay trái chẳng phải là khó. Nghĩa là Tử Khuê đã không làm theo lời nhắc nhở của trưởng môn phái Võ Đường mà lại dùng sự toàn vẹn của diêm vương quỷ kỳ để phá vây. Phe địch rơi vào thế, ném chuột, sợ vỡ đồ quý, sẽ phải nhường đường. Chàng muốn thay mẫu thân báo đáp lại ân dưỡng dục của Tổng Thư, nên cố gắng hoàn thành tâm nguyện của ông là bảo toàn linh kỳ, sau này sẽ chào cho người tài đức. Vậy phải chăng tử khuê thầm cho rằng mình là vị tướng tình gián phàm ấy không phải vậy từ sáu lần thất bại trước hồn ma của lỗ phán quan ở trình gia trang chàng không còn chút ảo tưởng nào vào cái gốc gác thần tiên của mình nữa tử khuê là người thẳng thắn khoáng đạt nên chẳng thèm để ý đến chúng nữa nhưng ma quỷ và thuật bói toán là hai mặt hiển nhiên vẫn tồn tại của văn hóa trung hoa mấy ngàn năm nên tử khuê chấp nhận được Do đó chàng không thắc mắc vì sao Cũ Hoa Thánh Y nhận ra mình dù chưa hề gặp gỡ Còn ma thì chàng đã gặp rồi Nhắc lại với chủ ý ấy Tử Khuê ung dung lao vung vút về phía trước Dùng linh kỳ đâm trịnh bá nghiêm ba nhát Họ trịnh không dám dùng thanh gươm Được mài sắc như dao cạo của mình chống đỡ Đành phải thoái hậu Gã sợ chém rách cờ báu Thì uổng công lao kéo quân đến đây và lại không hoàn thành sứ mạng do thiên tôn đã giao phó. Họ đã ra lệnh cho gã và tố vi, chiếm cho bằng được diêm vương quỷ kỳ. Đẩy lùi được bá nghiêm, tử khuê yên tâm xông vào tấn công lão phó ban chủ bích huyết bang. Tuy là phó, nhưng bản lĩnh của lão ta còn cao hơn cả họ trịnh. Phất hoàng đau, hướng vụ quan, năm nay đã 66 tuổi, có tài đánh đau siêu việt hùng cứ đất hành dương đã mấy chục năm hướng lão mở trường dạy đao thuật lấy tên là bá đao đường đệ tử đông đến gần ngàn hướng vụ quan vốn không có tham vọng lớn lao bằng lòng với vai trò bá chủ vùng đông nam tỉnh hồ quảng gồm hồ bắc và hồ nam hiện tại nhưng do từng chịu ơn cứu mạng của nam thiên tôn từ tôn chiến nên hướng lão đã khuất thân làm phó cho trịnh bá nghiêm. Ông còn đưa mấy trăm học trò của mình đến gia nhập vào bích huyết bang, tạo thành lực lượng nồng cốt của tổ chức non trẻ này. Tử Khuê nhờ bảy cái vòng thép rủng rẽn ở trên sóng đau của đối phương mà nhận ra lai lịch của cái lão có gương mặt chữ điền cương nghị kia. Tùy biết thất hoàng đau, không phải là kẻ ác, song đã ở thế đối đầu khi chàng chẳng thể nương tay. Tử khuê thận trọng xuất chiêu, tường phân long hiện. Vần kim ô đã khuất sâu rặng núi xa xầm cuối trời Tây. Chỉ còn lại một chút nắng hiu hắt, nhuộm dở dang những đám mây trắng lững lờ. Những rìa nắng ấy không đến được đấu trường đẫm máu này để tu điểm cho màn kiếm ảnh dày đặc của tử khuê, tạo ra một đóa mây lành rực rỡ nhưng chẳng vì thế mà chiêu kiếm giảm phần lợi hại. Tám mười sáu thức, đâm như là chớp giật, vẫn khiến cho thất hoàng đau phải rợn tóc gáy. Lão ta cẩn trọng đón đỡ bằng một chiêu đau cực kỳ thận trọng và hùng mạnh, hướng gia đào pháp, vốn nổi tiếng võ lâm về tính trầm ổn vững vàng. Bản đào rộng gấp đôi bản kiếm, nên khi phòng thủ thì bội phần kín đáo hơn nữa, hướng vụ quan, luyện võ rất sớm, cả đao pháp lẫn công lực đều thâm hậu. Nhờ vậy, lão đã cản phá được gần hết những thế công của tử khuê. Nhưng hướng vụ quan, không ngờ rằng gã tiểu tử râu rậm kia lại có thể sử dụng hai tay cùng một lúc. Dùng diêm vương quỷ kỳ, thọc liền năm thức, thành năm đòn đâm, nhanh tựa như là độc xà thiểm điện, nên hướng lão chỉ có thể rút chân trái về và dùng đầu để che chắn phần thân. khổ nổi là lão cũng không dám hủy hoại cờ bấu nên đành phải nhắm vào đoạn thép ở cuối cán cờ mà va chạm. đã phần tâm đến mức ấy thì đường đau không thể nhanh và kín như là thường lệ được. thế là lão chúng bọc kiếm của đối phương vào sườn tả vết thương không nặng nhưng cũng đủ khiến cho Thất Hoàng đau, nản chí rời vị trí, nhường đường cho kẻ địch. Đánh nhau mà phải kiên nhẫn đủ thứ thì thà không đánh còn hơn. Trịnh Bá Nghiêm cũng hiểu hoàn cảnh éo le ấy, nên không hề trách móc vị lão tướng của mình. Gã bực bội xông vào tấn công Thiết Đảm Hồng Nhan, vì nàng bám theo sau lưng của Tử Khuê mà vượt lên. Thất Hoàng đau thay thế, cũng hợp lực cùng với bạn chủ cho rằng nếu bắt được tống thụy thì gã râu rậm kia cũng phải dùng linh kỳ để đổi con tin hướng lão dồn toàn lực xuất chiêu bạc sơn đảo hải đường đao mãnh liệt phi thường quyết chặt gãy hoặc là đánh văng bảo kiếm của ả họ tống nếu đã đơn đấu một chọi một thì thiết đảm hồng nhan còn có thể tránh né va chạm và đối phó chiều giàu dữ dội ấy bằng những thế đâm nhanh qua sơ hở là sở trường của kiếm. Nhưng lúc này, nàng đành phải đọ kiếm với trịnh bá nghiêm, nên chỉ còn cách chặn đường đau rồi thoái hậu. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người đời gọi nữ nhân là phái yếu, trời sinh ra với khung xương nhỏ nhắn, cờ bắp mềm mại, chẳng phải để đánh nhau. Những tạo vật mỹ miều, đáng kính ấy, có nhiệm vụ cao quý là sinh sản, bảo tồn nồi giống nhân loại Chỗ thích hợp của họ là một ngôi nhà ấm cúng, một cái giường chảy nềm êm, hoặc là một cái bàn thờ trên đầu đức ông chồng râu quặp. Nghĩa là, trừ trường hợp giặt đến nhà đàn bà cũng đánh, thì họ đừng nên vác tấm thân nõn nà mềm mại của mình ra mà đấu gươm mũi giáo. Do sự thua thiệt bẩm sinh ấy, mà năm ngón tay búp măng của Tống Thụy đã khóc chữ nổi chui gươm khi va chạm với nhát đau nặng như là núi Thái Sơn của hướng lão. Hổ khẩu của nàng rách toạc, trường kiếm văng ra và gò nhũ phong ở bên trái đã bị mũi đau rạch một đường không sâu lắm. Nữ nhân quý trọng nhất là gương mặt của mình, sau đó chính là bộ ngực. Bởi thế dẫu có là cọp cái thì tống thụy cũng phải kinh hoàng mà rú lên, vì đau thì ít mà hoảng hồn thì nhiều nàng tưởng rằng một giấm ngọc phong đã bị chặt cục, tàn nát đời mỹ nữ. Do thoái hậu quá gấp nên lưng của nàng đã chạm lưng của tử khuê. Nghe tiếng rú của sư muội tử khuê kinh hải đảo bộ quẹn ngoắt lại che cho nàng. Đối diện với thất hoàng đau và trình bá nghiêm, chàng đâm liền nằm thất như mưa xa để ngăn cản rồi chào diêm vương quỷ kỳ cho tống thụy sử dụng. Tống cô nương hoàng hồn sau khi sờ lên ngực thì yên tâm Vì cái núm hồng hồng xinh xắn vẫn còn nguyên Nàng vừa đếm huyệt chỉ huyết Vừa vung cờ chống chọi với giường tố vi ở trước mặt Nàng ta giãn ra ngay vì sợ làm rách cờ Thiết đảm hồng nhan cao hứng chàng lên Quét rộng linh kỳ, tiến rất nhanh Giường tố vi và bọn thủ hạ Chẳng đủ bản lĩnh để đả thương người mà không làm hại đến lá cờ nên đành bó tay. Lúc này cục diện cuộc chiến có diễn biến mới, kỹ trang chủ đã băng bó vết thương xong, cùng với thứ nữ là kỹ lưu tiên kéo lực lượng gia đình ra hỗ trợ cho tử khuê. Họ đã xuất trang bằng lối sau, vòng sang hướng Tây và bất ngờ đánh tập hậu phe đối phương. Gần 200 cây cung, chia hai đợt mà buông tên với lòng căm thù giận dữ nên đã thu hoạch không nhỏ. Có đến bảy tám chục gã thủ hạ của hai bàn chiếc mai bích huyết đã bị chúng đòn, kêu gào thảm thiết. Kỷ Tổng Thư là người thích săn bắn, thuật xạ tiễn rất là cao cường. Kỷ Gia chàng lại tọa lạc đơn độc ở một vùng vắng vẻ, xung quanh là vườn cây bạc ngàn, nên ông đã chú tâm dạy nghề bắn cung cho các gia đình. Cung tiễn là thứ vũ khí phòng thủ hoặc là tấn công từ xa rất là hữu hiệu. Trận này, kỹ lão đã tổn thất một phần ba quân số, song lực lượng còn lại càng thêm kiêu dũng vì muốn báo thù cho đồng đội. Họ là những nông dân chất phát trong vùng, sống bằng nghề chăm sóc vườn tược đã bao đời. Khi kỹ tổng thư mua lại ngàn mẫu vườn này, không những tăng lương cho bọn họ, mà còn dạy võ nghệ kiếm cung khiến ai cũng vô cùng cảm kích. Họ rất giận dữ khi người ngoài ngang nhiên đến cướp đoạt một vật nằm ở trên bàn thờ nhà họ kỹ đã 10 năm. Nếu vì lá cờ kia có thể giết người mà phải hủy bỏ, thì có khác nào cần phải thiến hết đàn ông ở trong thiên hạ để không còn tội cưỡng dâm. Thiện ác do lòng người chứ nào có phải do vật. Họ không quen việc bắn vào đồng bọn nên đầu trận hơi đung tay. Nhưng giờ thì ai nấy lạnh lùng buông từng mũi tên chính xác đến không ngờ. Kẻ đứng người quỳ, hay nhậu bắn vào những kẻ hung ác đang xông đến. Bọn đầu lĩnh hai bang bích huyết, chiếc mai, ý và bản lĩnh cao cường, cố vượt trận mưa tên, dẫn quân tiến lên. Mười mấy gã hộ pháp, đường chủ ấy đều là cao thủ thành danh, thừa sức dùng vũ khí để đánh bạc những phủi tên không bọc sắt bắn ra từ những cây cung nhỏ. Cung vốn có hai loại, trường cung có cánh dài độ sải tay, bắn ra những mũi tên dài nặng, đầu bọc sắt, bay rất là xa và cũng có thể xuyên thủng giáp võng. Nhưng loại này đòi hỏi sức lực mạnh mẽ, thường chỉ dùng trong chiến trận. Loại thứ hai là đoạn cung, cánh ngắn và mỏng hơn, tên cũng nhẹ và ít khi bọc mũi đoạn cung bắn gần rất tốt, tiện lợi hơn trường cung. Năm xưa mỗi kỷ binh Mông Cổ đều được trang bị cả hai loại cung này và tay xả tiến của họ đã tạo nên một đế quốc rộng lớn nhất ở trong lịch sử nhân loại. Nhưng đám gia đình kỹ gia trang chẳng phải là người Mông, họ chỉ có thể sử dụng đoạn cung và do bọn cường đạo không bao giờ mặc áo giáp nên tên của bọn họ chẳng bọc kim loại để làm gì. Vì vậy, 17 gã hung thần đã an toàn đến nơi, tấn công quyết liệt, khiến cho số cung thủ phải bỏ nghề, rút kiếm để đương cự. Kỷ Hồng, Kỷ Tổng Thư và ái nữ là Kỷ Lưu Tiên cũng phải xuất kiếm. Bọn bàn chúng đằng kia bị chúng tên thương vong, không tuân phục nữa, tổng cuối cùng cũng đã ảo đến càng ngày càng đông và áp đảo được phe kỹ gia chàng định được này thì tây nhạc kiếm khách lư công đáng không còn nhẫn nhịn được nữa gã chẳng thể đứng nhìn bằng hữu của phụ thân mình thảm tử họ lừa lúng túng nói với trúc lâm tử bẩm ân sư đồ nhi được lệnh của gia phụ đến đây để hỗ trợ cho kỹ gia trang này ông ta đang lâm nguy đồ nhi chẳng thể làm ngơ xin ân sư lượng giải cho chúc lâm tử buồn đầu đáp Nam Bắc Thiên Tôn là bằng hữu chí thân của tiền nhiệm trưởng môn năm phái, nên bọn ta không thể can thiệp vào việc của họ. Hơn nữa Bắc Thiên Tôn lại mượn cớ dùng lính kỳ để bảo vệ Giang Sơn, khiến cho năm phái càng khó ra tay. Nhưng nay đáng nhi đã nhận lệnh của cha già thì cứ hành động. Tay nhạc kiếm khách mừng rỡ kéo người của mấy gã huynh đệ chạy về hướng đấu trường tiếp tay cho cha con kỹ tổng thư. Lưu công đáng là kiếm thủ cừ khôi nên mới được xếp hàng vào võ lâm ngũ tú gã vung kiếm đâm liền chính thức đẩy lùi một trong hai gã đường chủ chiếc may bang đang uy hiếp kỷ lưu tiên giải tỏa áp lực cho nàng rồi sánh vai với người đẹp mà chiến đấu tuy không thể sánh bằng đông nhạc tiên hồ hay là thiết đảm hồng nhan song nhan sắc của kỷ lưu tiên cũng thuộc hàng mỹ nữ nếu nàng ta không có tính cả thiện, thường tránh mặt khi khách đến chơi, thì không chừng, lừa công đáng đã phải lòng rồi. Trước giờ gã chỉ thấy thấp thoáng bóng hồng, chứ không tỏ từ mặt mũi. Họ lư đang thất vọng vì đánh mất hai thần tượng là Dịch Tái Vân và Tống Thụy. Nên giờ đây, dễ dàng xào xuyến trước một mục tiêu mới đầy hấp dẫn. Lưu Tiên không nói lời đa tạ chỉ đỏ mặt liếc gã bằng ánh mắt đầy cảm kích, xong cũng đủ khiến cho gã họ lư, nghe hồn rộn rã rạo rực. Gã bèn chỗ hết bản lĩnh, đã thường đối thủ của mình để khoe tài với mỹ nhân. Sự tham chiến của Lư Công Đáng và 17 gã cao thủ đất Nam Dương chỉ cải thiện đôi chút thế hạ phong cho phe gia chàng. Nhưng may thay, Tứ khuê cùng với thiết đảm hồng nhan đã thoát khỏi sự vây hãm của kẻ thù, đến được vị trí mà phé bạch đạo đang đứng. Tống Thụy hỗn hển nói, Kỷ trang chủ sinh dân linh kỳ cho hội đồng võ lâm gìn giữ. Dứt lời nàng trao cờ báu cho vân thiên tử. Trưởng môn nhân phái võ đường cũng là người đứng đầu hội đồng võ lâm. Vân thiên tử vừa nhận lấy thì bọn chỉnh bá nghiêm chạy đến. Họ trịnh lộ vẻ nóng nảy nhưng Dương Tố Vi thì gian hoạt nghiền mình lại uyển chuyển nói Khải bẩm hội đồng võ lâm gia sư tuổi hạt đã cùng nhưng mà vì gian sơn xả tắc mà ngày đêm lo lắng buồn phiền quyết ra tay chân trị bọn rợ mông, bảo vệ biên thùy chư vị cũng là phần tử của Đại Minh xin hãy thành toàn ý nguyện của người gia sư sẽ vô cùng cảm kích Lúc này Tử Khuê và Tống Thụy đang đứng ở phía sau năm vị trưởng môn nhân. Tử Khuê liền rỉ tay thất bổng cái. Thạch bang chủ, vãn bối là vu dịp đây. Gia nghĩa phụ, Trung Thiên Tôn, Trần Ninh Tĩnh đã từng bảo rằng Nam Bắc Thiên Tôn tuy già mà lòng vẫn đầy tham vọng. Vì vậy chúng ta không thể để cho Diêm Vương Quỷ Kỳ lọt vào tay của họ được. Thất bổng cái vừa kinh ngạc vừa mơn rỡ, đấm vào vai của Tử Khuê. Hả? Có ông bà nó té rằng người đã bái cái lão họ trần làm cha nuôi nên kiếm thuật tăng tiến nhanh như vậy khiến cho lão phu ngờ ngỡ đoán ra mà không dám khẳng định. Rồi lão quay sang đỡ lời văn thiên tử đối đáp với dương tố vi. Cái cờ này oai lực phi phàm quan hệ rất lớn đối với vận mệnh của võ lâm nên bọn lão phu chẳng thể khuynh sức giao cho cô nương được nếu quả thật là lệnh sư có tâm nguyện ấy thì cứ khải tấu lên hoàng thượng xin một đạo thánh chỉ lúc đó hội đồng võ lâm cũng sẽ cung kính chào bảo vật còn bây giờ thì cờ báo sẽ được mang về núi võ đang cất giữ theo đúng ý nguyện của chủ nó là kỹ trang chủ lúc này kỹ tổng thư và thủ hạ đã rút về đến cổng trang và phe địch cũng chẳng truy đánh vì có mục tiêu mới là phe bạch đạo kỹ trang chủ nghe được câu nói của thất bổng cái liền cao giọng xác nhận thạch ban chủ nói chí phải dương tố vì tức tối chở giọng đe dọa trưởng môn nhân chư vị làm như thế là khinh thường một bậc tiền bối đức cao vọng trọng é e rằng gia sư sẽ giận đấy toàn chân trưởng giáo tung xuân tử cười nhạt đáp nữ thi chủ đừng dở trò cáo mượn oai hùm các phái vị chút nghĩa tình của tiền nhân mà nể trọng lệnh sư chứ chẳng hề sợ hãi nay thí chủ chỉ bằng lời nói suông mà muốn cho hội đồng võ lâm phải ngoan ngoãn trao bảo vật hay sao trịnh bán nghiêm ban chủ bích huyết bang là người nóng nảy hùng hổ quát <laughs> được rồi để xem cái phái võ đường sẽ giữ quỷ kỳ được bao lâu khi xong tôn giá sẽ hỏi tội lời đe dọa hàm ý xem thường này đã làm cho đệ tử của phái võ đường tức giận nhưng chỉ mình linh tuệ thì không nàng cười khúc khích rằng hai lão ấy sẽ không ra tay họ đã già khú để mà lấy vợ trẻ chung thì sức đâu mà đánh đấm nữa bá nghiêm giật bắn mình buộc miệng sao ngươi lại biết linh tuệ vui vẻ đáp năm ngoái tiểu đạo về sơn tây thăm quê cứ đi ngang qua đại bạch sơn tinh cơ nghe bách tính đồn đại việc bị lão tiên họ phùng tuổi đã quá tám mươi mà còn mê gái đẹp tiểu đạo liền suy rằng nam thiên tôn cũng thế hai trăm đệ tử bạch đạo phá lên cười khoái giá riêng năm vị trưởng môn nhìn nhau và lo lắng hiểu rằng hiện tượng kia chẳng hề đơn giản sự thoái hóa tư cách của hai lão bất tử nọ đã phần nào giải thích được nguyên nhân vì sao Họ để cho đồ đệ của mình khai ban lập phái. Hội đồng võ lâm càng tin lời của tử khuê, quyết không trao diêm vương quỷ kỳ cho họ. Đại giác thiền sư, phương trượng thiếu lâm tự nói với giọng hiền hòa, nhưng kiên quyết. a à di đà Phật, nhị vị thí chủ hay về bẩm báo lại với sông tôn như thế. Nếu có thánh chỉ, thì bọn lão nạp sẽ dâng cờ Trời đã nhá nhèm tối nên không ai để ý thấy một cánh chim khổng lồ đang lơ lửng ở trên không chung, bất ngờ lao xuống vút từ hướng Tây, trước thì phía sau của bạch đạo. Trên lưng chim là bộ bóng người nhỏ thó như một đứa trẻ lên mười. Lúc con chim lượng đến vị trí ở trên đầu của các trưởng môn nhân, người ấy đã khéo léo điều khiển cây nhuyễn tiền, dai ngoăn quấn lấy cây diêm vương quỷ kỳ đang nằm ở trong tay của Vân Thiên tử. Thủ pháp của hắn cực kỳ chuẩn xác và nhanh đến mức trưởng môn nhân phái võ đan không sao mà phản ứng kịp, đừng nói chi đến những người khác. Khi mọi người hiểu ra có kẻ cướp cờ la hét thất thanh thì cánh chim đã bay vút lên cao, chỉ còn lại tiếng cười nhạo nghễ. Thất bọng cái tức tối chửi vang. "Hả? À, tổ cha cái lão phi điểu thần má!" không ngờ lão đốn mặt ấy còn sống đến đây để cướp đoạt linh kỳ. Vân Thiên Tử bẻ bạn nói lời hối lỗi. Bần đạo bất tài, để cho bảo vật lọt vào tay của kẻ ác, lòng vô cùng hổ thẹn. Sau này phi điểu thần ma, dùng cờ báo tàn phá sinh linh, thì bần đạo chỉ còn cách liều chết với y để trả nợ cùng võ lâm. Dương Tố Vi hậm hực trách cứ, nếu lão sớm đưa linh kỳ cho ta thì làm gì lão quý lục doãn ngôn đã cướp được tội lỗi tày trời đó hãy cố mà gánh lấy dứt lời nàng cùng với trịnh bá nghiêm ra lệnh rút quân vì ở lại cũng vô ích ở đây các trưởng môn nói lời an ủi Vân thiên tử xong không sao làm cho ông vơi đi nỗi hối hận nhưng tử khuê đã cải thiện được tình hình chàng từ tốn nói theo thiện ý của vạn bối Thì việc phi điểu thần ma Đoạt cờ có cái hay của nó Lục giỏ ngôn Tính khí thất thường cổ quái Nhưng không phải là kẻ gian xảo nhiều tham vọng Tiên sư từng nhận xét rằng Phi điểu thần ma Đáng thương hơn là đáng ghét Nay dẫu cho ông ta Có linh kỳ ở trong tay Thì chắc cũng để dương oai cùng võ lâm Chứ không dùng với mục đích cướp bóc Hay tranh hùng tranh bá Nhưng ngược lại nếu Nam Bắc Thiên Tôn mà đoạt được bảo vật Thì hậu quả khó lường Gia Nghĩa Phụ bảo rằng Hai người ấy là những kẻ đạo đức giả Nhờ khéo che giấu bản chất tham dục Mà được võ lâm kính trọng Kỷ chàng chủ cũng đã đến nơi Vui vẻ mời cả lực lượng bạch đạo Vào trong dùng cơm và nghỉ ngơi Trời đã tối hẳn Ai nấy đều đói meo Và nhớp nhát nhận lời ngay